Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Anime. Chắc cũng lâu rồi chúng ta chưa có một video về JoJo nhỉ. Vậy nên hôm nay để thay đổi không khí, chúng ta sẽ cùng đến với những điều khiến JoJo hấp dẫn nhé. Đối với các cậu chưa xem JoJo thì có lẽ sau video này các cậu nên đi xem ngay đi. Rất tiếc là tớ buộc phải spoiler một chút, nhưng nếu các cậu không ngại việc bị spoil thì hãy tận hưởng video này nhé. Giờ thì không để các cậu phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào với video thôi nào. Let's go! Tất cả chúng ta đều biết, để có một anime thì cần rất nhiều yếu tố khác nhau, từ hoạt họa cho đến nội dung của bộ anime thì đều cần phải được đầu tư. Tớ sẽ nói về những điểm mà JoJo Bizarre Adventure đã làm rất tốt. Đầu tiên là về các yếu tố nền như hoạt họa, nhạc nền, diễn viên lồng tiếng, v.v. Nói về hoạt họa thì JoJo được coi là nổi bật và không thể lẫn đi đâu được. Đi ngược lại với những motif vẽ của anime thông thường, JoJo được lấy bối cảnh ở châu Âu, vậy nên hoạt họa cũng có hơi hướng của các bộ comics. JoJo được ra mắt manga vào năm 1987 khi mà các thể loại comic siêu anh hùng đã trở nên rộng rãi trên thế giới. JoJo đã học tập được điều đó và tạo ra cho mình một hướng hoạt họa rất riêng mà không hề giống các bộ shonen cùng năm đó. Kể từ bàn đạp như vậy, JoJo được làm lại và ra mắt vào năm 2012. Hoạt họa đẹp hơn nhưng phân cảnh chiến đấu cũng vô cùng đã mắt. Phải nói là tớ rất ấn tượng cảnh Core biến hình sau khi đeo chiếc mặt nạ. Được mô tả là có vẻ đẹp không gì sánh bằng, các hiệu ứng và hoạt họa đã làm được đúng điều đó. Khác hẳn so với các bộ anime shonen thường, JoJo vừa lạ vừa quen khi kết hợp cả Âu và Á. Rõ là bối cảnh của các nước Anh, Mỹ, Ai Cập, nhưng tất cả đều sử dụng tiếng Nhật. Các cậu có công nhận những diễn viên lồng tiếng cho JoJo cũng rất đỉnh không? Lại bỏ xem xong mà không ám ảnh câu Kono Dioda của DOD. Đã vậy, trong những phân cảnh chiến đấu, các diễn viên phải liên tục gào lên Muda Muda với Ora Ora, nghĩ đến đã thấy đau hết cả cổ họng. Thế nhưng khi vào trong, phim lại mang những hiệu ứng rất tốt, tạo cảm giác kịch tính hơn rất nhiều. Đôi khi có những phân cảnh, các nhân vật sử dụng tiếng Anh nhưng lại nói với giọng của người Nhật, tạo cảm giác có phần khá hài hước và còn nhắc nhở chúng ta là các nhân vật không phải người Nhật Bản. Ngoài ra, JoJo có vẻ như là một trong số ít các bộ anime mang nhiều sắc thái quốc gia khác nhau xuất hiện trong phim, đặc biệt là ở phần Stardust Crusaders, khi cả nhóm đã đi qua rất nhiều quốc gia khác nhau. Đến mỗi quốc gia, JoJo đều rất khéo léo làm nổi bật lên những đặc điểm của quốc gia đó. Về phần nhạc nền thì khỏi bàn cãi, tớ thề là đến tận bây giờ, tai tớ vẫn còn văng vẳng nhạc nền của Giono và nhạc nền khi người chủ thực tình. Khi các bộ anime khác đều tập trung vào opening và ending, thì JoJo lại tập trung vào nhạc nền của phim. Rõ đến mức sau khi xem xong, chỉ cần nghe nhạc nền là các cậu biết ngay nói đến nhân vật nào. Về các yếu tố chính, đó là yếu tố nhân vật và nội dung. Về nhân vật thì chắc ai cũng phải công nhận tính viral của tạo hình trong JoJo. Thậm chí các cartoon có sử dụng các tạo hình này để ngầm nhắc đến JoJo cho các bộ phim của họ. Không chỉ cartoon, thậm chí các anime hay trên báo có dùng cả nét vẽ của JoJo tạo thêm các hiệu ứng hài hước. Cứ lướt các trang mạng xã hội là thấy mấy nét vẽ trong phim JoJo nhìn quen quen. Điều này đã thu hút không ít người tò mò mà phải tìm hiểu đến JoJo. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn khiến JoJo thu hút được nhiều người xem ở những dạo đầu. Cách tạo hình độc đáo, nét vẽ thì không lẫn vào đâu được đã khiến người ta chỉ cần nhìn phát là biết đây chính là bộ anime JoJo. Chưa hết, các nhân vật trong JoJo cũng gây được khá nhiều tiếng vang, đặc biệt là Dio, nhân vật phản diện dai dẳng hết phần này đến phần khác, ba bốn đời nhà JoStar luôn phải đối đầu với Dio. Xuất hiện nhiều là vậy, nhưng Dio không hề nhàm chán nhờ tạo hình thay đổi liên tục, diễn viên lồng tiếng quá xuất sắc, tính viral của Dio đúng là ngập tràn cả mạng xã hội. Các nhân vật trong JoJo cũng được tạo dựng những tính cách rất độc đáo. Ví dụ điển hình như gia đình JoStar. Khi mới xem, tôi cứ nghĩ đây là motif con đông cháu cha, thế hệ sau sẽ thừa hưởng tính cách y hệt thế hệ đi trước. Ví dụ như tính của Jonathan, khá giống tính của cha mình là George JoStar, là một quý ông lịch thiệp và rất thượng nghĩa. Tuy nhiên, khi đến với Joseph lại cho ra một cảm giác khác hoàn toàn với Jonathan. Nếu Jonathan dù có khó khăn như nào cũng sẽ đối đầu, thì Joseph lại tinh danh và biết lượng sức hơn, anh sẵn sàng bỏ chạy trong trường hợp thấy mình đánh không lại. Tuy nhiên đến cuối thì Joseph vẫn thừa hưởng tinh thần thượng nghĩa của nhà JoStar mà cứu giúp tất cả mọi người. Độ lươn lẹo và sử dụng mánh khóe của Joseph chính là điều khiến anh nổi bật. Rồi đến thế hệ sau là Jotaro Kujo, vẫn mang trong mình dòng máu của gia tộc JoStar, nhưng Jotaro không lịch thiệp như Jonathan mà sẵn sàng mắng luôn vào mặt đám con gái. Không lắm lời như Joseph, nhưng độ lươn lẹo thì vẫn là ông nào cháu nấy. Ấy là ví dụ về gia đình JoStar, không bị theo mô típ con ông cháu cha, không bị lặp lại nhàm chán giữa tính cách của các nhân vật. Đây chính là điều khiến JoJo trở nên hấp dẫn và có sức hút. Khi người xem cứ phải liên tục tò mò rằng thế hệ sau sẽ có cuộc phiêu lưu như nào, sẽ có điều gì thú vị.
Tuy nhiên vật phụ cũng rất đặc sắc, mỗi nhân vật phụ đều mang những màu sắc tính cách rất riêng biệt. Vậy nên, các tuyến nhân vật phụ của JoJo cũng rất thu hút nhiều người để ý. Ví dụ như khi nhắc đến Kakoin, chúng ta sẽ nhớ ngay cái trò Rero Rero của anh chàng. Thậm chí video riêng đoạn cắt của trò đó còn được 3 triệu view trên YouTube. Vậy là hiểu tính viral của tuyến nhân vật phụ của JoJo Bizarre Adventure không phải dạng vừa. Tuy nhiên, đôi lúc cũng hơi buồn ở chỗ, nếu lỡ thích một nhân vật phụ thì phải chuẩn bị tâm lý họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Dù vậy thì những cái chết của tuyến nhân vật phụ cũng rất đặc biệt. Dù là ra đi như nào, họ cũng luôn lưu lại trong lòng người xem hình ảnh của mình, giữ chân người xem cho đến những hành trình tiếp theo của JoJo. Giờ thì chúng ta vào với phần cốt truyện của JoJo. Cũng như các bộ anime shonen khác, cái thiện đối đầu với cái ác là vấn đề cơ bản trong JoJo Bizarre Adventure. Nhưng mỗi phần lại vừa có sự đặc biệt riêng mà cũng vừa liên kết với nhau xuyên suốt cả dòng thời gian trong JoJo. Cá nhân tớ thấy dòng thời gian trong JoJo rất dễ hiểu, đủ các twist và bí mật để lật mở từng phần một, không để người xem bị chệch hướng khi xem phim. Sự chuyển giao giữa sức mạnh chính trong phim từ sóng gợn sang stand cũng rất hợp lý và cho người xem đủ thời gian để thích nghi và hiểu câu chuyện. Tớ sẽ không đi sâu vào nội dung chính, nhưng đối với các cậu chưa xem JoJo, các cậu hãy cứ yên tâm rằng JoJo không khó hiểu như các cậu tưởng và cốt truyện còn cực kỳ thú vị nữa đấy. Có nhiều ý kiến cho rằng JoJo chỉ nổi bật bởi vì tính viral của cách tạo hình nhân vật. Đúng là JoJo được nổi bật bởi điều đó, nhưng điều hấp dẫn và giữ được chân người xem là tính nhân văn và sự thú vị trong cốt truyện. Có điều mà tớ thấy ít bộ anime shonen nào làm được như JoJo, đó chính là sử dụng chính thế giới hiện thực của chúng ta và thêm những chi tiết huyền ảo vào. Điều này khiến JoJo trở nên gần gũi hơn với người xem. Chưa kể có điều khiến tớ thực sự ấn tượng, đó chính là tuyến nhân vật phản diện, đặc biệt là phe phản diện của phần 4. JoJo sẵn sàng phản ánh những con người bệnh hoạn và giết người theo ham muốn của chúng. Điều đó khiến tớ thật sự ám ảnh. Theo tớ, đó là phe phản diện đáng sợ. Bối cảnh là thành phố bình thường mà bao con người đang sống. Trà trộn trong đó là những kẻ bệnh hoạn và giết người một cách man dợ. Phản ánh những thế lực đen tối vẫn còn ẩn giật trong cuộc sống của chúng ta, từ mafia cho đến những kẻ giết người. Những phần đầu của JoJo vẫn còn chủ yếu mang nhiều yếu tố huyền ảo. Tuyến phản diện vẫn còn những suy nghĩ thâu tóm loài người bằng sức mạnh. Thì những phần sau càng ngày càng sát với thực tế con người hơn. Tuyến phản diện đã lợi dụng được những bản tính vốn có của con người mà thực hiện tội ác của mình. Tất nhiên, yếu tố huyền ảo thì vẫn phải có, vậy mới được gọi là anime đúng không? Một điều cũng cực kỳ nổi bật trong JoJo đó là tính nghĩa hiệp của gia đình Joestar. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, họ luôn là những người hùng âm thầm giải quyết những việc mà con người không giải quyết được. Họ hy sinh rất nhiều để đổi lại cuộc sống bình yên cho con người. Đã có rất nhiều nhân vật phải ngã xuống, nhưng mỗi cái chết của họ đều vô cùng đặc biệt. Không biết nếu spoil về nhân vật nào chết trong video này thì tớ có bị ăn gạch không nhỉ? Mà thôi, cũng vẫn phải nhắc đến cái chết của Jonathan. Việc Jonathan ra đi chính là tiền đề cho các thế hệ sau tiếp bước. Cảnh Jonathan ôm đầu của Dio và nhắm mắt nở một nụ cười đã khiến bao nhiêu người xem rơi nước mắt. Phá bỏ mô típ nhân vật chính thì không bao giờ chết của các bộ anime thông thường. Thì JoJo Bizarre Adventure đã đi ngược lại điều đó. Jonathan chết vì lòng nghĩa hiệp của mình. Anh sử dụng những sức lực cuối cùng để bảo vệ người anh yêu và bảo vệ thế hệ sau, tức Lisa Lisa. Chưa kể, JoJo còn phản ánh rất nhiều vấn nạn xã hội. Ngoài những kẻ giết người bệnh hoạn, JoJo còn phản ánh những bản tính xấu xa của con người, tính ích kỷ, phân biệt chủng tộc, xâm hại, v.v. được đan xen cho các chi tiết qua các tập. Vì JoJo là bộ anime manga được gắn mác 15+, vậy nên những đề tài JoJo phản ánh rất phong phú. Tuy là có hạn chế về đối tượng xem, nhưng đối tượng xem JoJo đa phần đều là những bạn có khả năng nhìn nhận sự kiện theo nhiều hướng khác nhau, mang nhiều yếu tố hài hước, câu chuyện thú vị, độ nhây và đôi lúc hơi lố của phim. Tuy thế mà lại phản ánh những vấn đề rất nghiêm túc. Đây chính là những yếu tố khiến JoJo tồn tại, phát triển hơn 30 năm và vẫn còn đang đi tiếp trên con đường của mình. Và đó là ý kiến của tớ về những điều khiến JoJo trở nên hấp dẫn và thu hút người xem. Tớ đoán là mỗi người xem sẽ đều thấy những nét thu hút riêng khiến các cậu bị cuốn vào bộ anime manga này. Đừng ngại mà hãy chia sẻ những điều mà các cậu thấy thú vị ở JoJo nhé. Hãy like, share và subscribe để đón chờ những video mới từ chúng tớ. Ngoài ra, các cậu có thể tham gia fanpage và cộng đồng What to Weird Anime để tương tác với chúng tớ nhé. Còn giờ thì What to Weird out!